cùng xem làm thế nào để tống khứ giấy nháp, mở ổ khóa đóng băng và làm túi chườm nóng từ thú nhồi bông nha. Hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ một loạt các mẹo và bí quyết để khiến mùa đông không còn lạnh lẽo mà trở nên thật tươi sáng và thú vị. Vâng ơi, mở ra! Nhưng hệ thống khóa thật lạnh và không muốn cho bạn vào trong. Trong tình huống như thế này, hãy thật khôn ngoan nếu mang theo bật lửa. Dùng lửa hơ qua chìa khóa, giờ cắm nó vào trong lỗ khóa. Ổ khóa ấm lên và cửa mở. Được rồi, ở nhà thật ấm áp và dễ chịu. Để những đôi giày mùa đông ở hành lang không bị lộn xộn, thử dụng mẹo tiếp theo sau đây nha. Bạn sẽ cần hai hộp bánh Pringle rỗng. Ta đặt chúng vào trong cổ giày, kéo khóa lên. Xong rồi, đôi giày đứng nghiêm chỉnh và cổ giày không bị nghiêng ngả nữa nè. Đồ len mặc lâu sẽ không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Dù sớm hay muộn, chúng cũng sẽ bị xù lông như thế này. Ta sẽ loại bỏ lông xù với sự giúp đỡ của lưỡi dao rọc giấy và một chiếc lược. Dùng súng bắn keo để gắn lưỡi dao vào răng của chiếc lược. Lật mặt lược xuống rồi trải qua quần áo. Lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt đứt lông xù đi. Và chiếc áo len lại xinh đẹp như mới. Trời lạnh thì tay là khó chịu nhất. Da tay trở nên khô và kích ứng và có khi còn bị ngứa nữa. Nếu không có kem dưỡng ẩm thì sáp dưỡng môi chính là cứu cánh. Lấy một ít sáp dưỡng môi, thoa sáp lên trên da tay. Sáp dưỡng môi giúp phục hồi da khô và tay bạn sẽ mềm mịn trở lại. Chiếc túi chườm nóng bằng cao su cũ này không còn đẹp nữa, nên bạn không muốn ôm nó chút nào. Có một mẹo đơn giản nè. Bạn cần thú nhồi bông cũ, cắt đường may phía sau, lấy một phần bông gòn ra, đặt túi chườm nóng vào trong. Cổ túi xoay lên trên nha. Khâu vải lại. Dùng khóa dán để đóng miệng vết cắt đi. Đổ nước sôi vào trong túi chườm nóng. Đóng nắp thật chặt. Đóng chặt khóa dán. Mình lạnh quá và không có ai sưởi ấm cho mình cả. Vậy một chú mèo với chiếc bụng ấm thì sao? Wow, nó thật sự sưởi ấm bạn đó. Những lúc như thế này, bạn bắt đầu thấu hiểu loài mèo. Khi bạn thấy ấm, bạn liền muốn kêu rư rư. Giấy nháp bay tứ tung trong nhà của bạn sao? Mình không muốn bị cảm chút nào đâu. Ta phải xử lý nó càng sớm càng tốt. Bạn cần làm ống bìa cứng từ các cuộn giấy, dán lại theo cặp, dán bằng băng keo. Tiếp theo bạn cần vài chiếc quần tất ni lông. Cắt lấy phần chân nha. Đặt ống giấy vào bên trong. Thắt nút để buộc chặt mép ống. Nhét xuống dưới cánh cửa. Giờ bạn không phải lo về giấy bay nữa nha. Ngồi cạnh chiếc lò sưởi ấm nhất mà vẫn lạnh run người. Không biết hơi ấm đi đâu mất hết rồi. Với mẹo này bạn cần một cuộn giấy bạc. Lấy một phần dài đến độ bạn muốn, cắt nó ra. Gắn chặt mép giấy lên bề cửa sổ, đặt nó ở giữa bức tường và máy sưởi ấm. Bề mặt giấy bạc sẽ dội lại hơi ấm thay vì nó sưởi ấm cho bức tường lạnh lẽo. Giảm một phần năng lượng thất thoát, tăng nhiệt trong phòng lên thêm 2 độ. Khá hơn rồi đó. Vào mùa đông, ta không chỉ dễ bị lạnh mà còn dễ bị bệnh nữa. Để ngăn ngừa cảm lạnh, bạn cần một ly rượu vang với mứt mâm xôi ấm nóng. Cho một muỗng mứt vào trong ly, đổ nước sôi vào, khuấy đều lên, cho thêm vài quả mâm xôi. Lấy một trái cam và một trái chanh, cắt thành lát tròn. Cho các lát chanh và cam vào trong đồ uống. Trang trí ly nước bằng một miếng chanh để trông tươi tắn hơn. Một thức uống bổ dưỡng đã xong rồi. Ăn nhiều trái cây và đừng để bị cảm nha.
Đã bao nhiêu lần bạn đánh rơi điện thoại chỉ vì nó trượt khỏi đôi găng tay của bạn? Thật may là cú rơi không khiến màn hình bị vỡ. Mẹo tiếp theo đây sẽ giúp bảo vệ điện thoại không bị rơi và bị hỏng nè. Bạn cần một chiếc dây thun và vài khóa dán. Lộn túi áo ra ngoài rồi may một đầu dây thun vào trong lớp lót. May khóa dán vào dây thun. Tháo ốp lưng ra khỏi điện thoại. Dùng súng bắn keo dán chặt mặt khóa dán còn lại vào ốp. Thế là bạn có bảo hiểm mùa đông. Nếu muốn, bạn có thể lấy điện thoại khỏi túi bảo vệ và dùng nó như bình thường vậy. Kể cả khi bạn không may để điện thoại tuột khỏi tay thì cũng không sao cả. Trang bị làm từ dây thun giữ nó không rơi xuống đất và nó sẽ vẫn bình an vô sự. Với một mẹo mùa đông khác, bạn sẽ cần một chiếc cài và một miếng mút cao su mỏng. Dùng súng bắn keo để dán chặt miếng mút cao su lên trên chiếc cài nhựa. Dùng dây buộc vàng để trang trí lớp mút cao su mềm. Tiếp theo, bạn cần mảnh vải có đính kim sa chuyển màu. Cắt ra hai hình tròn. Luồn mép vải vào một chiếc kim. Nhồi bông gòn nhân tạo, rồi thắt chặt chỉ lại. Làm tương tự với mảnh vải tròn còn lại nhé. Gắn đôi tay lấp lánh vào chiếc cài bằng súng keo nhé. Đã xong chiếc tai nghe mềm mại. Nó không chỉ sưởi ấm đôi tai bạn mà còn tỏa sáng dưới ánh mặt trời nữa nha. Thật tuyệt vời. Cùng xem bạn có thể làm gì từ chiếc áo len cũ nào. Cắt tay áo ra. Đặt tay lên vị trí này. Vẽ theo đường bàn tay của bạn, cắt nó ra, khâu phần rìa lại, lộn ngược nó ra, rồi trang trí bằng một hạt cơm. Thành phẩm là đôi găng tay dễ thương, trông thật thời trang và lãng mạn. Bạn cũng có thể sưởi ấm tay bằng chiếc khăn choàng cũ, cực kỳ đơn giản luôn. Tất cả những gì bạn cần là kim với chỉ. Khâu cắt mép cho vừa bàn tay. Xong chiếc khăn choàng có túi ấm áp. Giờ khăn choàng không chỉ giữ ấm cổ mà còn cả đôi tay lạnh cống nữa nè. Vừa mềm lại vừa ấm. Vật dụng chính của mẹo tiếp theo là một quả chuối chín thơm ngon. Lột vỏ. Bạn có thể ăn chuối nha. Ta chỉ cần dùng đến vỏ chuối thôi. Dùng kéo cắt một phần vỏ ra. Chà nó lên giày của bạn. Thế là giày trở nên sáng bóng và trông như mới. Tất cả là nhờ đánh bóng bằng chuối hữu cơ đó. Mẹo tiếp theo bạn cần có màng bọc thực phẩm. Cắt một mảnh màng theo kích cỡ mà bạn cần. Dùng nó bọc giày lại. Màng bọc bám dính trên giày. Như lớp da thứ hai vậy. Nếu bên ngoài trời đang mưa, bạn sẽ không lo giày bị bẩn nữa đâu. Các vũng nước và bùn đất không còn là vấn đề, vì ta đã có các lớp bảo vệ chống bùn thời trang. Sau khi đến nơi, tháo màng bọc ra khỏi giày. Ta-da! Giày vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu nè. Với mẹo kế tiếp, bạn sẽ cần một miếng giấy cách nhiệt và vải nỉ. Dùng keo hai mặt bản to. Dán các miếng băng keo và giấy cách nhiệt. Dán vải nỉ lên. Vẽ hình chân bạn lên giấy cách nhiệt nha. Cắt theo đường đã vẽ. Làm miếng lót cho chân bên kia luôn. Gắn lót giày bằng giấy cách nhiệt vào trong giày. Giờ chân của bạn sẽ không sợ bị lạnh nữa đâu. Bạn làm gì để đương đầu với bùn đất ở hành lang? Vào mùa đông, cả một biển Đại Tây Dương chảy ra từ giày luôn. Bạn cần một chiếc khay nhựa thông thường. Cho đá cuội cỡ vừa vào bên trong. Đặt khay dậm chân ở lối vào. Và khi qua ngưỡng cửa, hãy bước lên trên đá cuội. Để giày trên đá cho đến khi giày khô lại. Thế là sàn nhà sạch sẽ, khô thoáng. Bạn có thích các mẹo chống lại cái lạnh này hay không? Hãy bình luận bên dưới xem mùa đông này bạn sẽ thử dùng mẹo nào nha. Đừng quên thích video này và đăng ký kênh của tụi mình. Hãy bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các mẹo vặt tuyệt vời nhất từ kênh Trôm Trôm nha.